Cái khung bếp đây mọi người, đây đang tất bật chuẩn bị cái buổi buổi tiệc bánh bò này bác làm hả bác? Bánh bò bác mua về hấp lại hả cưng? Ồ. Cái này là chè Thái, đây chị đang làm chè đây. Thái đây đang làm chè Thái các bạn. Đây này bằng nước dừa, xương sáo nè, mình đổ xương ra. Rồi mình đây. Đi được lễ rồi, tụi con đi đi. Bánh bò mua về nhà mới máy hấp được các bạn. Nó thấy ở nhà nó rồi, còn cái này nè. Cái này là cánh gà. Cái này mình đậy lại để mình giữ cho nó nóng các bạn. Rồi, còn cái món này. Ồ, chả giò. Chả giò nha. Còn đây là một củ keo nước mắm luôn các bạn. Đó. Bên đây xôi đó. Ồ, bánh hỏi. Có mâm, cái mâm thật là to này, để coi cái mâm này mâm gì nha mọi người. Đây mâm salad và hai đồ tráng miệng. Ai muốn ăn thì đợi lấy muỗng, lấy đũa, lấy dĩa. Đó. Đây còn em bé nè các bạn. Ngày hôm nay nhân vật chính nè mọi người. Nhân vật chính nè. Hai con. Hai cục cưng ơi. Bây giờ chuẩn bị nhập tiệc các bạn. Đây đồ ăn nè. Ăn miếng nè, ăn dụng miếng nè. Chè Thái. Chè Thái. Nè, khách nè. Khách đến tham dự nè. Buổi tiệc của em nè. Họ có đem đồ ăn thêm nữa mọi người. Bánh ít trần các bạn. Bánh ít trần. Đây là bánh cam. Đó, bánh cam. Cái này mua không mọi người ơi. Đây dễ lắm. Không cần phải làm gì hết. Giờ mình sẽ quay vòng vòng khu vườn cho các bạn xem nha. À, bữa nay đi chơi vui không? Anh Đi ơi. Nãy giờ có làm quen được anh không? Nãy có qua làm quen được anh không vậy? Anh đâu? Trời ơi, chạy kìa. Chưa? Đây. Một trẻ. Rồi, sao không thấy cô mấy con cá gì chút xíu à, nuôi gì kỹ vậy? Anh coi với mình sao coi? Hồ cá? Bị bò đói hả? Hay là mới mua? Mũi đó nha. Hồ cá coi nè. Thôi lạnh thiệt á. Này hai vợ chồng mới mua ở nhà mà cho nên cá nhỏ là phải rồi. Tại vì cá có nhiêu để nhiêu mà. Mới mua bỏ vô được có 3 4 con à trên xe. Đâu đâu. Không có ai mua gì trơn á, còn ta có nhiêu nhiêu đó à. Ờ ở nhà có sẵn hả? À. Ừ, không ai mua gì trơn á. Trời nó bơi gì dữ vậy? Nãy giờ có chút xíu à, không bự vậy vậy. Đó, bữa nhớ có mấy cá to mà nằm đâu vậy? Không thấy không biết không biết. Con có thấy con nào đâu. Cá con chút không à, có con nào đâu. Có cá to. Bữa nào kêu đi câu mấy cá chơi vừa bỏ vô. Bà câu mấy con cá lóc mà bỏ vô mà Mai. Câu mấy con cá lóc bỏ vô. À muốn không đi câu mấy cá lóc khoảng có 3 lóc rưỡi thử vô. Máy hết pin. Máy muốn hết pin rồi Mai ơi. Vô đi sạc. Vô sạc pin. Kìa mẹ đi. Đi vô con. Vô con, vô con, vô con, lạnh á. Đi vô vô. Tôi đi ngủ nha. Các bạn bây giờ gia đình cùng nhập tiệc luôn. Cái này là có tiêu phải mua ớt ra hay gì hả? Mũi to mấy chiều. Nó có, nó còn biết để đâu thì mình biết được mình lấy. Cái gì vậy? Nó có. Muối. Muối là gì? Muối đây nè. Dạ. Nó có muối để ăn nước ngọt. Yeah, fine.
cái gì? Ô, súp ngon quá. Kiếm ra thiệt á, làm kiếm ra. Có hai hộp trứng cút. Ôi trời ơi, con ngủ rồi nè mọi người. Nó hồi xuống ngủ rồi. Mọi người cứ ăn rồi con cứ ngủ thôi. Đây. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn xem. Đồ ăn nha. Ông thầy cũng hai ly. Đi lại. Cái này là xôi mặn, cái này xôi mặn. Cái này gì đây? Ồ, bánh. Bánh nướng. Cái này hồng giòn. Này bánh của mọi người đem lại mọi người. Này đó. Nó mới đọc rồi. Con chiên. Giờ con chưa có nghe. Trời ơi con ơi là hôm nay đọc nơi Cần Thơ ông Tám này nhé. Xin mời. Để coi đọc như nào từ người có mời đọc nhưng mà không có nhà. À vậy hả? Dạ. Sao con? Dạ.